Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính bảnh lễ cung thỉnh Ngài Chí Đức từ bi quan hỷ đăng đàn truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, và chúng con kính dâng đức đến Ngài. Nam mô Bụt Hài Ya, Nam mô Tham Mài Ya, Nam mô Sằng Hài Ya. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô chú nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Đăng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm Măng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn Khăn Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ Chi Dâm Vi Bồ Đăng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đồ Chi Dâm Vi Đầm Măng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Đức Chi Dâm Vi Sang Căn Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta Chi Dâm Vi Bồ Đăng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta Chi Dâm Vi Đắm Măng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta Chi Dâm Vi Sang Khăn Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt Thằng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm Măng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khăn Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dầm Ti Bút Thằng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Ti Thầm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu Ti Dầm Ti Sang Khăn Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dầm Ti Bút Thằng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Dầm Ti Thầm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Dầm Ti Sang Khăn Sa Ra Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Dạ thưa sư, con không còn nghe nữa.
con xin rớt mạng rồi. Dạ vậy thì con sẽ xin đọc thọ trì quy giới ạ. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachappamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ, chưa thấy sư vào đạo tràng, vậy con xin đọc sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghe na hoàn đề hằng pa đa phẩm sum wa ruttamang bút thề yo kali to do so bút tho kama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí thôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mang cha đuôi thằng quá răng thầm mê vô khá tô đô sô thầm mô khà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đuôi thoát ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, vì sư không vào được con thoát nên xin thể đạo tràng cho con đọc phần hồi hướng phước đến chư thiên. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu no garu akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkham tu nyatayo akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con.
hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tấp bằng kia ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa pi đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô át thi dê cha sát ta a sanh ni nô ca tăng quân nha pha lăng mây hằng sát bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng điểm năng nha pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha nam ti đề hoa gan toa ni về đa dùm sát bề lô cam ni ye sát ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sát bề la phàm tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước tôn hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hỏa lòng. Y đăng nô nhà tí năng hồ tu xuất khí ta hồn tu nhà ta bà, chúng con đã trở sập làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui, nguyện thân nhân quá vãng thụ hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá tâm nô vun nhàn a sa quá kha già quá hằng hồn tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sập làm đây chỉ là mối duyên khỏi những điều ô nhiễm ngầm nơi tâm. Y đăng mê phùn nhằn nhít vô hồ tú, mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo thoát. Dạ dạ con xin còn 2 phút. Có quá tú sắp gã lằn gắt hành tú sắp ba đề quá tà Sapa Buddha Nupa Ve Nasada Suki Pha Hoàng Tú Tề. Nguyện chúng tôi được thành tựu tất cả những hạnh phúc, mong chư thiên luôn hộ trì chúng tôi, nhờ oai lực niệm ân đức Phật bảo, nguyện cho chúng tôi được an lành. Pha Hoa Tú Sắp Ba Măng Gá Lăng Đắc Khàm Tú Sắp Ba Đề Hoa Tà Sắp Ba Thầm Mà Nupa Ve Na Sada Suki Pha Hoàng Tú Tề. Nguyện chúng con được thành tựu tất cả những hạnh phúc, mong chư thiên luôn hộ trì chúng con, nhờ oai lực niệm ân đức pháp bảo, nguyện cho chúng con được an lành. Pha quá tú sắp ba mần ga lằn rắc khàm tú sắp ba đề quá tà sắp ba sằng khà nú phà huề nát sa đà xuất khì pha hoành tú tề. Nguyện chúng con được thành tựu tất cả những hạnh phúc, mong chư thiên luôn hộ trì chúng con, nhờ oai lực niệm ân đức tăng bảo, nguyện chúng con luôn được an lành. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ chư ân sư trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy, và vì rất mạng nên ngài chưa truyền được ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, nhưng một lần nữa chúng con cũng xin thành kính tri ân đến ngài. Và dạ, chúng con cũng tri ân đến chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh được thọ trì quy giới, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước báo mà chúng con đã trong sập tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài quan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức,
con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Buddhaya. Cũng do quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Với phước báo này xin được phát sanh trí tuệ tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Dạ, thời kinh Tam Bảo và thọ trì thế giới đã hoàn mãn. Dạ, con xin sám hối đến Tam Bảo, đến chư tăng và toàn thể đạo tràng, con có gì sai sót xin Tam Bảo, chư tăng và đạo tràng xá lỗi cho con ạ. Dạ, con xin sám hối. Xin dân nhất đến ngài Chí Đức để điều phối chương trình. Xin thỉnh ngài cầm nhất ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào Sĩ Không Mai, Sĩ Thiên Lạc, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Quyến Mộng, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Quỳnh Giang Nhật Hà, Sĩ Thiện Vũ, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Mây Ta, Sĩ Khánh Kiểm, Sĩ Tri Na, Quỳnh Phước Sang, Sĩ Kim và Sĩ Hà. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ ha? Rớt mạng, mất bài luôn. Nhờ có rớt mạng mà Sĩ Hồng Mai ha. Cũng cảm ơn luôn. Cảm ơn Sĩ Chí Đức đã truyền tâm quy rồi mất mạng. Và mất mạng thì cũng mất bài vỡ luôn rồi. Alo, xin Nhật Quỳnh quan hệ. Cho xin lại bài vỡ ha. Câu Phật ngôn 58. Khi Kim Nhung hôm nay vui vẻ ha, cười, uống cà phê một phần cười nữa, vậy là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là những gì mà chúng ta nắm trong tầm tay. Được ngồi uống một ly cà phê một buổi sáng sớm thế này thì con mắt nó sáng ra ha. Và chúng ta sẽ tỉnh táo để mà học cái câu Phật ngôn 58 này ha. Rồi, Sa Tú Sĩ Kim Nhung có bài học rồi. Chúng tôi đưa lên bài học để cho quý vị thấy rõ ha. Rồi, trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Maheshi Arahant Tathagato Lokottamo Sabbagaru Hicchetako Lokassasantha Janadam Mokko Vido Vanda Mahantang Narapu Chánh này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu. Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng. Chứ để ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nó mình thá sá quý nà thá rô cô sá phá nhu bố tháp bất đi cụ thí sanh nhá tô hoàn đà má hành tầng ná rá pù. Thầy giác gần, pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng, vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy nhận Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đã lễ Phật quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thú khá tá sá xà quắc cô xích thà thú cà mô quá khá thầm bá xích thá cô niềm đà bá sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần Tăng Bảo Thanh Văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lệ trẻ pháp phàm nhân hai bì. Con xin đã lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình hát tế giá tê chê nát sách thà mê ê tu quá thà năng tá xà ví a lúc hòa quê nát xa hát xa dê nát sách chạch trú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành,
Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 58. Quý vị thấy rõ bài học ha. Yatha sankarathanasmin. Yatha sankarathanasmin. Yatha sankarathanasmin. Câu số 2 ha. Uchitasmin mahabhate. Uchitasmin mahabhate. Uchitasmin mahabhate. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Yatha sankara thanasmin uchitasmin mahabhate. Yatha sankara thanasmin uchitasmin mahabhate. Yatha sankara thanasmin uchitasmin mahabhate. Câu số 3. Badu mang tathacha ye tha. Badu mang tathacha ye tha. Badu mang tathacha ye tha. Và câu số 4. Suci gan thang mano ra mang. Suci gan thang mano ra mang. Suci gan thang mano ra mang. Đọc lại câu 3, câu 4. Badu mang tathacha ye tha. Suci gan thang mano ra mang. Badu mang tathacha ye tha. Suci gan thang mano ra mang. Bát đu măng ta tha cha ye tha su chi gan thang mát nô ra măng. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài ha. Yat tha sang ca ra tha nas minh ut chi tas minh ma ha ba thê. Bát đu măng ta tha cha ye tha su chi gan thang ma nô ra măng. Yat tha sang ca ra tha nas minh ut chi tas minh ma ha ba thê. Bát đu măng ta tha cha ye tha su chi gan thang ma nô ra măng. Yat tha sang ca ra tha nas minh ut chi tas minh ma ha ba thê. Bát đu măng ta tha cha ye tha su chi gan thang ma nô ra măng. Yat tha sang ca ra tha nas minh ut chi tas minh ma ha ba thê. Bát đu măng ta tha cha ye tha su chi gan thang ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Này giọng kinh có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất, chúng ta dừng cuối câu số 2 bởi vì nó là trường âm. Và cách đọc thứ hai là đọc nguyên câu, tùy theo hơi của quý vị. Nhưng mà nên đọc một lần hai câu thì nó tương đối dễ hơn ha. Rồi hôm nay trái cây sao nhiều quá vậy nè. Rồi trước khi ăn trái cây á thì phải kể xong rồi chứ. Mới giọng kinh thôi mà cho ăn quá trời vậy. Rồi bây giờ kể ha.
một câu tám từ chúng ta chia ra làm hai, và một lần thì chúng ta đọc hai câu ha, nhớ một lần đọc hai câu. Nên bởi vì tám từ thì tương đối dễ, mà chúng ta đọc từng câu một á, khi nào mỗi câu nó dài á thì chúng ta đọc theo cái lối thứ nhất là kể từng câu một, cách kể thứ hai là kể một lần hai câu, và cách kể thứ ba là chúng ta làm một hơi luôn nguyên bài. Thì ở đây cái cách kể thứ hai tương đối và nó đúng theo cái luật của nó là 4-4 ha. Yatha sankha ratha nasmin unchitasmin maha bathe balumantat tachayetha su chiganthang mano ramang yatha sankha tha ratha nasmin ujitasmin maha bhate badumanta tachayetha su jiganthang mano ramang yatha sankha ratha nasmin ujitasmin maha bhate bà lu măng tát tha cha ye tha su chi gan thăng ma nô ra măng, như vừa đóng rác nhốt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cái chữ đẹp ý người này quý vị thấy trong rung của chúng ta có một vị hay đến để mà thuyết giảng, và ý nghĩa cái từ Bali của vị đó là Manoramo hay là Chitta Nando, thì đẹp ý người đó là một cái vị mà hay đến với cái vùng của chúng ta. Chắc quý vị cũng biết cái vị đó chứ ha. Chắc là những thắc mắc của quý vị, vị này sẽ làm đẹp ý người. Chitta Nando. Rồi bây giờ xin mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung, Sik Hà. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin phép đọc câu pháp cú số 58. Yatha sankara tha nasmin ujjitasmin maha bathe padu mang tat tha cha ye tha su chi gan thang mano ra mang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, ra đoạn âm tha trường âm thông thường, na trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, chí đoạn âm, tát trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Ya tha sang ca ra tha nát minh út chi tát minh ma ba thê. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bá đú hai đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha dê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí hai đoạn âm, ganh trường âm nhấn,
thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba đu măng tát tha cha dê tha su chi gần thăng ma nô ra măng. Dạ, con đọc lại hết bài. Ya tha sang ka ra tha nát mình út chi tát mình ma ba thề ba đô mạng tát tha cha dê tha su chi gành thăng ma nô ra măng. Ya tha sang ka ra tha nát mình út chi tát mình ma ba thề ba đô mạng tát tha cha dê tha su chi gành thăng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ tha sang ca ra tha nát mình ụt chi nát tát mình ma ba thề ba đô măng tát tha cha dê tha su chi ganh thắng ma nô ra măng. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Thí Đức cùng những quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào Sư Thí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ không quý vị? Nghe liên tục có bị đứt khoảng không quý vị? Lần trước thấy sư không có mặt, con nghĩ rằng chắc sư không có bị bệnh hoạn gì đâu, mà tại vì đường truyền của sư thôi. Bữa nay thì cũng vậy thôi. Đường truyền đó sao mà dởm quá. Thôi bây giờ con trả bài để sư con cúng dường đủ thứ nước, có nước bao nhiêu con cúng dường hết, trái cây bao nhiêu con cúng dường hết. Sư từ từ thưởng thức nghe sư. Yeah, thôi giờ con trả bài nghe sư. Thì từ từ thưởng thức sư nghe con đọc nghe sư. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 518. Yatha sankharatha nasmin uk titas min mahabate padu mang tak thaja ye thasuti gan thang mano ramang. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, san trường âm ngắn, kha trường âm thông thường, ra đoạn âm tha trường âm thông thường, nas trường âm ngắn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu số 2, úc trường âm ngắn, ký đoạn âm, tát trường âm ngắn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, đá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yatha sankharatha nasmin úc chí tát min maha ba tề ba đú măng tát tha cha về tha su chí gành thằng ma nồ ra măng. Phân tích câu số 3. Ba đú hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm ngắn, thá đoạn âm, cha về hai trường âm thông thường, thá đoạn âm. Phân tích câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Su chí hai đoạn âm, danh trường âm ngắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài ca kệ và dịch tiếng Việt Nam.
ba đủ mằng tát tha chà về tha su ti gành thằng ma nô ra mằng gia thà sành khà ra thà nát miền úc ti tát miền ma hà ba tề ba đủ mằng tát tha chà về tha su ti gành thằng ma nô ra mằng gia thà sành khà ra thà nát miền úc ti tát miền ma hà ba tề ba đú mằng tác tha chà về tha su chi gành thằng ma nồ ra mằng và tha san kha ra tha nát niên u chi tát niên ma ha ba tê ba đú mằng tác tha chà về tha su chi gành thằng ma nồ ra mằng và tha san kha ra tha nát niên ô chi tát min ma ha ba tê ba du măng tát tha cha ye tha su chi gan thắng ma no ra măng như giữa đống rác nhóp quăng bỏ trên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 58. Sư, với quý vị có nghe tôi đọc sai chỗ nào xin quý vị cho biết nha. Rồi, một người, bốn người vỗ tay vỗ chân luôn. Ôi, thích quá, thích quá, thích quá. Trời ơi, có người cho ăn bánh nữa. Cho ăn kẹo nó kẹo bút bút nữa. Trời ơi, già rồi không ăn kẹo bút nó nổi đâu. Cảm ơn tất cả quý vị đã cho nhiều bông hoa và vỗ tay vỗ chân nữa. Chắc bữa nay vui vậy lắm đó, vỗ tay vỗ chân quá trời. Tại vì sư không có nghỉ một bữa nữa, nghỉ có một lần thôi, lần này là không có nghỉ nữa. Sư vẫn khỏe thôi dư, nói đi sư sống lâu lắm, sư tới 999 tuổi luôn đó. Dạ, xin cảm ơn quý vị và dường hình như là cô Hồng Thị Kim Nhung phải không? Cái nghe đa. Alo, alo ạ. Dạ, Tam Bảo. Kính đảnh lễ đức chị trong đạo tràng đọc câu kệ ngôn số 58 ạ. Yat ka ra thành uchitas mình mắt thề ba đu mằng ta tha cha về tha su chi gần thằng ma nô ra mằng gia tha sang ca mình mắt tha cha về ma nô ra mằng. Tích câu hai, giá là đoạn âm thông sang là trường âm ca rản âm, tha là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, minh là trường đọc âm lấn, chí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, minh là trường nguyên âm, mãn âm a thường b là thường. Tha sang karnas ming uchitas ming maha bathe. Câu 3 và câu 4 ạ. Bá đú là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường, thá là đoạn âm, cha, dê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xú chí là hai đoạn âm, trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo nguyên âm, mình âm nó là trường thường, mang trường âm theo giọng nguyên âm. Ba đường ta tha cha về tha gần thằng ma măng gia tha sang ca tha nas mình uchitas mình ma ha pe ba đường măng ta tha cha về tha su chi gần thằng. Như giữa đống rác trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở là Minh Châu. Con xin kể.
Yatha sankara thanasmin uchitasmin mahapathe barumanta yetha suchi gan thang maur Yatha sankara thanasmin uchitasmin tasmin ba cha ye tha gan manoramang giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn hoa sen nở thơm sạch đẹp là bản hòa thượng thích đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp con. Dạ kính thỉnh đạo tràng chỉnh sửa giúp con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ thân mời Hà. Dạ nam mô Phật Hà, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô San Tam Giác. Dạ con kính đảnh lễ thầy Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 58. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabathe badunang tattha yacchaye thasu chitganthang manoramang ramang. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabathe badunang tattha yacchaye thasu chitganthang manoramang. Con xin phân tích. Giá là trường đoạn âm tha, trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, rá đoạn âm, tha trường âm thông thường, nas trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, chí đoạn âm, tas trường âm nhấn, minh trường âm đọc có giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, khê trường âm thông thường. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabathe bá đoạn âm đúc, bá đúc hai đoạn âm, măng trường âm thông đọc có giọng nguyên âm, ta trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dê cha dê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí đoạn âm, gan trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má trường âm, má đoạn âm, đô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba đu măng tất tha cha về tha su chit gan thằng ma nô ra măng. Yat tha sang kha ra tha nas min u chi tas min ma ha ba thề ba du măng tất tha cha về tha su chit gan thằng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabathe badumanta intha chaye tha suchitganthang manorama. Dạ, con đã đọc xong và kể. Con có sai, xin ngài đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 58. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahapathe padumang tathacaye thasuchi ganthang manoramang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giá, đoạn âm. Tha, trường âm thông thường, sang, trường âm nhấn,
ca, trường âm thông thường, rá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, nát, trường âm nhấn, minh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út, trường âm nhấn, trí, đoạn âm, tát, trường âm nhấn, minh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má, đoạn âm, ha, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, thê, trường âm thông thường, chát tha sang ca rát tha nát minh út chi tát minh ma ha bát thê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Bá đú hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha dê hai trường âm thông thường, thá xú chí ba đoạn âm, gan trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba đúc măng tát tha cha dê tha su chi gan thăng ma nô ra măng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 58. Yat tha sang ca ra tha nas minh út chi tát minh ma ha pa thê. Pa tu mang tát tha cha ye tha su chi gan thang ma no ra mang. Ya tha sang ca ra tha nas minh út chi tát minh ma ha pa thê. Tha du mang tát tha cha ye tha su chi gan thăng ma no ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Ký Đức, kính chào Ký Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 58. Yatha sankara tha nasmin uchitasmin maha pathe padumang tattha cha ye tha suchi gan thang manoramang. Yatha sankara tha nasmin uchitasmin maha pathe padumang tattha cha ye tha suchi gan thang manoramang. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, tha trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, niên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, trí đoạn âm, tát trường âm nhấn, niên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, tá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Yatha sankara tha nasmin uchitasmin maha pathe. Xin phân tích câu 3 và câu 4. Pa đú hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha dê hai trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí hai đoạn âm, gan trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta du măng tát tha cha ye tha su chi gan thăng ma nô ra măng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 58. Ya tha sang ca da tha nas min u chi tas min ma ha pa thê pa du măng tát tha cha ye tha su chi gan thăng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở
thơm sạch đẹp ý người. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, giảng xưng đọc kệ. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahapathe Padumanta Thachayetha Suchiganthang Manoramang Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahapathe Padumanta Thachayetha Suchiganthang Manoramang. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong. Có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, xin mời Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 58 ngày hôm nay ạ. À. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Padumang Tathachayetha Suchiganthang Manoramang. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Padumang Tathachayetha Suchiganthang Manoramang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ut là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, thê là trường âm thông thường. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe. Dạ, con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Badu mang tat tha cha ye tha su chi gan thang man ra mang. Ba đú là hai đoạn âm, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tat tha là đoạn âm, cha ye là hai trường âm thông thường, tha là đoạn âm, su chi là hai đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba du măng tát tha cha ye tha su chi gan thang mano ra măng. Dạ, con xin phép đọc lại ạ. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Padumang Tathachaye Thasuchiganthang Manoramang. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Badumang Tantha Chayetha Suchiganthang Manoramang. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Padumang tattha chayetha suchiganthang manoramang. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yatha Sankara Thanasmin Uchitasmin Mahabathe Padumang Tathachayetha
ye tha su chi gan thang ma nu rap mang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yat tha sang kha rat tha nas min uchitas min maha pate. Câu yat là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, ra đoạn âm, tha trường âm thông thường, nas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ut trường âm nhấn, chi đoạn âm, thas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo dạng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, phá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Yattha sankharattha nasmin uchitasmin mahapatthe. Câu 3 và 4. Padu mang tat tha cha ye tha suchi gan thang manu ramang. Padu hai đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tat trường âm nhấn, tha đoạn âm, cha trường âm thông thường, ye trường âm thông thường, tha đoạn âm, suchi hai đoạn âm, gan trường âm nhẫn, thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phát rút măng thách thách trà dề thách xú trí gần thần mát nô rát măng. Yát thà sang kà rát thà nát mình ưu trích thách mình mát hà bát thề. Phát rút măng thách thách trà dề thách suchi gan thần mano rát măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa đang nở thơm sạch đẹp ý người của hòa thượng Thích Minh Châu. Yantha sankhara thanasmin uchitasmin mahapati padu mantan tha chat yay tha suchi gan thần mano rát măng. Yan tha sang kha ra tha nas min u chi tas min ma pa te pa du man tan tha cha ye tha su chi gan thang ma no ra man. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin sửa giùm cho con, và con kính tri ân sư và đạo tràng. Con kính mời cô niệm từ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con cúi đầu đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, và con kính lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng thật nhiều đã cho mình được biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay, bài số 58 ạ. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabhathe padumang tathaca ye thasuchi ganthang manoramang. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabhathe padumang tathaca tha cha ye tha su chi gan thằng ma no ra gan. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Út là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, thê là trường âm thông thường. Yattha sankhara thanasmin uchitasmin mahabhathe. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Bá là đoạn âm, đú là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha dê là hai trường âm thông thường, thá là đoạn âm. Và câu số 4, xú chí
là hai đoạn âm. Gan là trường âm nhấn, thân là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba chú măng tát tha cha về na su chi gan thằng ma nô ra gà măng. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Ya tha san ka ra tha nas min u chi tas min ma ha ba thề ba chú măng tát tha cha về tha su chi gan thằng mano ra mang ya tha san ka ra tha nas min u chi tas min ma ha ba thề ba chú măng tát tha cha về tha su chi gan thằng mano ra mang. Dạ con xin kệ. Yatha sankara thanasmin ujitasmin mahabhate Bhaju mang thad ta cha ye tha su chi gan thang manora mang. Như giữa đống rác nhớt quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Nâu. Dạ, có sai mong ngài chỉnh sửa lời dùm con. Dạ, dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ từ xin mời bàn tay của chiếc lá mùa xuân tha giá. Nam mô Bụt Tài Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin... Dạ đạo tràng nghe con lại chưa ạ? Dạ, dạ cô, dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 58. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin mahabhathe padu mang tat thacha ye thasuchi suchi gam thang Mano Raman Yatha Sankaratha Nasmin Uchitasmin Mahabhathe. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ca trường âm thông thường. Rá đoạn âm, tha trường âm thông thường, nas trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tas trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin mahabhathe badu mang tat thacha ye thasuchi gan thằng mano ra mang. Bá chú là hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha dê hai trường âm thông thường, thá xú chí là ba đoạn âm,
gan trường âm nhấn, thân trường âm đọc theo dòng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tu măng tát tha cha dê tha su chi gan thân má nô ra măng. Con xin đọc lại. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin maha bathe padu mang tathacha ye thasuchi gam thang mano ra mang. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin maha bathe padu mang tathacha ye thasuchi gam thang mano ra mang. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin maha bathe badu mang tathacha ye thasuchi gam thang mano ramang. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp. Ý người là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng. Dạ, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lãnh lễ quý sư, kính lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp câu pháp cú 58. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin mahabhate padumang tathacha yathe padumang tathacha về tha su chi gần thằng ma nô ra mằng. Giá thà sẵn ca ra thà nạc mìn ước chi tác mìn ma hà bá thề ba đu mạng tác thá trà về tha su chi gần thằng ma nô ra mằng. Dạ, con xin được phân tích. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, tha trường âm thông thường, nát đoạn âm, ở là trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, út trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Bá đoạn âm, đú đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí hai đoạn âm, găng trường âm nhấn, răng thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin được đọc lại. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin mahabhate padumang tathacha ye thasuchi gan thang mano ramang. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin mahabhate padumang tathacha ye thasuchi gan thang mano ramang. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin kính tri ân đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Tâm ạ, đã bót bài ạ. Dạ, con xin xuống mất, xin nhờ cho vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Tha, dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và Quý Sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 58. Đã cho con xin bài với ạ.
con xin đọc bài của Pháp Cú 58. Ya tha sang ka ra tha nát mình u chi tát mình ma ha ba thề ba du măng tát tha cha re tha su chi gan thằng ma no ra măng ya tha sang ka ra tha nát mình u chi tát mình ma ha ba thề ba du măng tát tha cha re tha su chi gan thằng ma no ra măng. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2. Ya tha sang ka ra tha nát mình u chi tát mình ma ha ba thề. Ya là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, thê là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ba đu măng tát tha cha rê tha su chi gần thằng ma nô ra măng. Bá là đoạn âm, đú, bá đú là hai đoạn âm, măng là đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, cha rê là hai trường âm thông thường, thá xú chí là ba đoạn âm, gân là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã có xin đọc lại toàn bài. Ra tha sang ca ra tha ra tha nát ra tha nát mình u chi tát mình ma ha ba thề ba du măng tát tha chê rê tha su chi gan thằng ma nô ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Đấy là của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Già tha sang ca ra tha nát minh u chi tát minh mà ha ba thê bà đu măng tát tha chê rê tha dù chi gắn thăng mà nô ra măng. Đà tha sang ca, đà tha nát minh, u chít tát minh, mà ha ba thê. Bà đu măng tát, thà cha rê tha, su chi gan thăng mà nô ra măng. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Dạ con xin kính mời vị con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo 123 123. Xin lỗi cô tu nữ Phúc Hạnh chút ha. Sức hoàn thành rất là tiến bộ. Khi mà kể như vậy, nghe chim nó minh họa nó nghe càng hay nha. Quý vị nghe thấy hôm nay sức hoàn thành tiến bộ nhiều. Trong cái phần mà phân tích đó, cái câu số 2, sức hoàn thành chú ý ha. Út chi tát mình, cái từ này nè, út chi tát mình,
thì chữ út này không phải là đoạn âm, chữ chí không phải là trường âm nhấn. À, sĩ quan thanh coi lại ha. Chữ út là trường âm nhấn, chữ chí là đoạn âm. Chứ không phải chữ út là đoạn âm mà chữ chí là trường âm nhấn. À, chắc có lẽ công việc thức khuya dậy sớm lo tuyến đầu của Tổ quốc cho nên hơi mệt mỏi ha. Nhưng như vậy là thấy tiến bộ nhiều lắm rồi. Sa thú sĩ quan thành. Chỉ chỉnh lại cái câu đầu tiên của câu số 2, út trường âm nhấn, chí là đoạn âm, chỉ sai hai từ đó. Rồi mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng ạ. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 58. Yathā saṅkhārathānāt-min-ucchitāt-min-mahāpathe Bát đu măng tát tha chà dê tha chú chí gàn thằng má nô ra măng Yathā saṅkhārathānāt-min-ucchitāt-min-mahāpathe Bát đu măng tát tha chà dê tha su chí gàn thằng má nô gá răng măng. Dạ, con xin phân tích ạ. Giá là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, sân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, út là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, má là đoạn âm, ha là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, thê là trường âm đọc trường âm thông thường, bá đú là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, cha là trường âm, cha dê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, xú chí là hai đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yathā saṅkhārathānāt-min-ucchitāt-min-mahāpathe Bát-đu-măng-tát-thác-chà-dê-thái-su-chí-gàn-thăng-má-nô-rá-măng Yathā saṅkhārathānāt-min-ucchitāt-min-mahāpathe Bát-đu-măng-tát-thác-chà-dê-thái-su-chí-gàn-thăng-má-nô-rá-măng Như giữa đống rác nhớt quảng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp ý người. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yathā saṅkhārathānāt-min-ucchitāt-min-mahāpathe Bà đu măng tam thà cha di tha su chinh gan tăng mà nô ra măng. Dạ con đã đọc và kệ đã phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài. Sa thú cô phụ nữ Phúc Hạnh.
cô trung nữ vô khoảng khi mà đang đọc á thì ảnh hưởng thế nào đó nói rằng không thấy rõ, tức là có ánh sáng như thế nào đó cô trung nữ vô khoảng nói rằng nhìn bài không rõ, không có chữ nhân trong này, không có chữ nhân trong này mà nhìn không rõ, tức là chứng tỏ cái chữ giác tha, chữ giác không phải là trường âm nhấn, chữ giác không phải là trường âm nhấn mà nó là một đoạn âm. Tại khi Nhật Quỳnh cho chữ nhân chứ không có chữ nhân trong này, mà cái nhìn không rõ ở đây phải nói rằng Xích Tô Thị Phúng, Xích Phúng lên chào đạo tràng. Mà trong đạo tràng á, quý vị có thấy Thượng Tọa Thanh Tâm xuất hiện hay không? Vậy mà Xích Phúng chào Sư Thanh Tâm, như vậy là thấy không rõ và nó là Xích Phúng. Còn ở đây cô tu nữ Phúc Hạnh đọc rất là rõ, nhưng cái chữ giá thôi, quên nó chỉ nhìn, nó chỉ nhìn cái là thấy chiếc Kim Nhung mà Đại Đức Phật Trang cười rồi. Ở đây tại cái ánh đèn tại cái ánh đèn hay là quên mang mắt kiến, cho nên cô tu nữ Phúc Hạnh đọc chữ giá thành ra trường hồng nhẫn. Rồi không sao, không sao. Rồi bây giờ Sức Ca Trần Phụng mới đến đạo tràng, có lên đọc không? Alo, còn vị nào chưa đọc thì cứ tự nhiên ha. Chắc hay rồi hả? Rồi, Sức Nhật Quỳnh, xà thủ, xà thủ. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con thành kính nảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính nảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được kính hiệu. Dạ, bạch tỉnh Đức Pháp Trang cho con nói một câu rồi con trả, con dân bích đến sư. Con không nín cười được, bạch sư. Con nghe mà Tô Thị Phúng chào, xong rồi con nghe cô Phúc Hạnh đọc, rồi con nói thế nào xa thú, nhưng con biết cái chuyện nhưng nó bự luôn đó, nên con không có nín cười được, nên con đưa tay và con không dám cầm mic, con sợ con cười đó, bạch sư. Bây giờ thì con kính dân mic đến đây để phát trang ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật ở Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào của tu nữ và đồng thể Phật tử. Nhờ cô Dung Quỳnh biết hồi nãy sư nghe chào Thượng Tọa Thanh Tâm, sư Thanh Tâm thì dòm hoài không thấy sư Thanh Tâm đâu hết, mà thấy có Ngài Chí Đức không à, mà không thấy sư Thanh Tâm. Bây giờ con xin đọc câu Phật cú số 58. Yatta sankhara thana nin uccita nin maha patte patu mang patta ye tha chu chi ran thang ma no ra mang yatta sankhara thana nin uccita nin maha patte patu mang patta ye tha chu chi ran thang ma no ra mang yatta sankhara thana nin uccita nin maha patte patu mang patta ye tha chu chi ran thang ma no ra mang như giữa đống gác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ con đã đọc xong, và bây giờ thấy bàn tay của Trần Phụng, bây giờ mời Trần Phụng Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng.
Dạ con kính lễ cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ cho con đọc câu pháp cú số 58. Yatha sankarathanasmin uchitasmin maha bathe padumang tatha cha ye thasu chi gan thành manoramang. Yatha sankarathanasmin uchitasmin maha bathe padumang tatha cha ye thasu chi gan thành manoramang. Dạ con xin phân tích. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, smin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Út là trường âm nhấn. Dạ, út là đoạn âm. Chí là đoạn âm. Tá là đoạn âm. Ximin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Má là đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Bá đoạn âm. Thê trường âm thông thường. Bá đú hai đoạn âm. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát trường âm nhấn. Thá đoạn âm. Gia cha trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí là hai đoạn âm, gan trường âm thông thường, thanh trường âm đặc thu giọng nguyên âm, má đoạn âm, nô trường âm thông thường, rá đoạn âm, mang trường âm đặc thu giọng nguyên âm. Yatha sankaratha nasmin uchitasmin maha bathe padumang tacha ye tha suchi gan thành mano ra mặn. Như giữa đống rác nhớp quanh bỏ trên đường lớn, chỗ ái hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Và đây là khổ thơ của ngài hậu thần Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Dạ con có sai, con kính xin ngài chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốc bài. Alo, 1, 2, 3, xin Nhật Quỳnh chờ một chút ha. Hôm nay quý vị ở Bình Định nên thành ra Bình Địa rồi. Khổ quá. Xin Trần Phụng ha, tại mấy con gà nó quậy hay phân tâm hay sao vậy? Mấy bữa trước đọc đúng quá mà. Bữa nay mấy con gà. Gà thì người ta nói là bị mất toi ha. Còn con người thì bị mất dịch ha. Bây giờ tại sao mà sư Trần Phụng chữ nát minh mà nói chữ nát này là đoạn âm, vô út là trường âm nhấn mà lại gọi là đoạn âm, chữ chí rồi chữ tát này cũng nói là đoạn âm. Rồi cái chữ cuối, chữ ganh tha ha. Chữ cái chữ cuối cái câu số chữ ganh thân ha. Chữ ganh thì nó là trường âm thông thường ha. Sao hôm nay chữ Trần Phụng bị phân tâm hơi nhiều ha. Chắc là mấy con gà cũng quậy ha. Mấy con gà cũng quậy cho nên làm phân tâm. Chứ mấy hôm trước đọc thì rất là chuẩn. Hay là bây giờ coi như là Sức Quang Thanh nè, cô tu nữ Phúc Hạnh nè, đọc sai mà mình đọc đúng á, thì coi như là có lỗi à. Hay là sao đây Sức Trần Phụng bị phân tâm quá nhiều hả? Rồi chú ý một chút nha. Chứ mấy hôm trước thì phân tích rất là chuẩn. Mà hôm nay thì vì chắc rằng
có một cái vấn đề lo nghĩ gì đó, có một cái sự phân tâm, có một cái chuyện buồn bực hay là gì gì đó, cho nên nhìn những cái chữ này rồi cái tâm trạng bất an để xảy ra những cái vấn đề như vậy ha. Thấy để Đức Pháp Trang ha, lên đọc một cách rất là trôi chảy, khoái công phân tích, đọc chuẩn là được rồi. Có tinh thần tham gia đó là một điều rất quý, khích lệ cho quý vị. Thì quý vị cũng nên hoan hỷ để Đức Pháp Trang mà hướng dẫn quý vị đến với đạo tràng, quý vị học hỏi và thực hành theo những lời của Đức Pháp Trang, thì chắc chắn rằng thiện sự quý vị tạo rất là lớn. Chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Rồi xin mời sư Nhật Bình tiếp tục. Dạ, sa thú đằng thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trị Đức đã từ bi hoan hỷ, lắng tâm ngồi nghe chúng con đọc sai để Ngài sửa. Dạ, chắc là trong đạo tràng quý vị được sửa là rất hoan hỷ, tại vì khi mà Ngài sửa thì nhớ rất là dai. Dạ, nên con xin thay mặt đạo tràng, xin thay mặt cô Phúc Hạnh, Tô Thị Phúng và Trần Phụng kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, quý vị có đồng ý Nhật Bình vậy không? Khi mà mình mà được Ngài sửa rồi là nhớ hoài luôn. Nhà Nhật Bình bị sửa nhiều lần lắm quý vị, không phải một lần đâu. Dạ, Nhật Bình bị sửa rất là nhiều lần luôn. Thành ra mỗi lần Nhật Bình mà lên trả bài, thật sự trong lòng không bao giờ dám nghĩ mình đọc đúng đâu. Tại vì cái chữ Bali coi gì cho nó rất là khó. Dạ, rất là khó. Chỉ cần mình phân tâm một chút xíu thôi, mà mình nhìn cái chữ đó, cái trong đầu mình nghĩ là cái chữ đó là đoạn âm, nhưng mà mình lại nói trường âm. Hoặc là như lúc nãy cái vị nào đó lên chào mà Thượng Tọ Thanh Tâm cũng vậy. Thật sự Nhật Bình cũng từng bị chuyện đó hoài quý vị. Dạ, Nhật Bình từng bị hoài, nên ra rất là thông cảm với quý vị luôn đó. Tại vì nhiều khi ở bên trường hợp cứu Nhật Quỳnh cứ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh hoài, nó là thường cận y rồi. Lên thỉnh Pháp Sư, thỉnh đã đời cái thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Wow, vừa hút ra khỏi miệng xong là biết mình đã sai rồi. Dạ, nên là rất là thông cảm với quý vị và rất là xa thú kính tri ân Ngài. Và Nhật Quỳnh nói một câu mà không bao giờ thay đổi, là tay của Ngài tinh vi lắm, không phải là thính mà là tinh vi. Nên Nhật Bình tri ân Ngài. Dạ, bây giờ thì còn nhiều chuyện một chút, nghe lại nữa Nhật Bình. Bước nào Nhật Bình tạo được, Nhật Bình chia cho Quang Thanh nha. Mong Quang Thanh sớm phục hồi sức khỏe và được sự an vui, nhất là tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Dạ, bây giờ thì con xin được trả bài. Thầy không biết bữa nay Ngài không có giảng duyên sự, nên Ngài để cho thời gian dài như vậy, chứ không thì Ngài đã đưa tay chậm mít rồi. Dạ, nên con xin được trải. Dạ, con xin phân tích 4 câu luôn. Yatha sankara thanasmin utchitasmin mahabathe mang ta tha cha ye tha sư chi gan thăng mano ra măng ya tha san ca ra tha nas min ut chi tas min ma ha ba thê ba du mang ta tha cha ye tha sư chi gan thăng mano ra măng. Con xin phân tích 4 câu luôn ạ. Giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, ca trường âm thông thường, rá đoạn âm, tha trường âm thông thường, nas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ut trường âm nhấn, chí đoạn âm, tas trường âm nhấn, min trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ha trường âm thông thường, bá đoạn âm, thê trường âm thông thường. Bá đú hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas trường âm nhấn, thá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dê trường âm thông thường, thá đoạn âm, xú chí hai đoạn âm, ganh trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má
đoạn âm nơ trường âm thông thường, rá đoạn âm măng trường âm đọc theo nguyên âm. Cha tha san ka ra tha nas min ut chi tas min ma ha ba thề ba du măng ta ta tha 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 cha ye tha su chi gan thang ma no ra măng. Ya tha san ka ra tha nas min ut chi tas min ma ha ba thề ba du măng ta tha cha ye tha su chi gan thang ma no ra măng. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Sao Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung kính ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Và bây giờ thì con xin được kể. Và thả sanh ca ra thả nát min ư chi tát min ma ha va thê ba du măng tát tha cha ye tha su chi gan thăng ma no ra măng ya tha san ca ra tha na min u chi tát min ma ha va thê ba du măng tát tha cha ye tha su chi gan thăng mà nổ ra măng. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục mình kính cảm ơn đạo tràng. Và con nghĩ là bây giờ không còn bàn tay của vị nào nữa, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học thượng vận và duyên sự câu pháp của kinh số 58. Và con kính dâng mít đến ngài. Sa thủ sư Nhật Quỳnh đã bao chót ha. Và chúng ta thấy trong đạo tràng quý vị tiến bộ rất nhiều về vấn đề giọng đọc, trường âm, đoạn âm. Quý vị đọc rất là tự tin, rồi giọng kinh nè, rồi tiếng kệ nè, quý vị thấy rất tốt. Rồi trường hợp của sư Trần Phụng, sư Quang Thanh, cô tu nữ Phúc Hạnh, sư Tô Thị Phúng, khi mà chúng tôi nêu lên những cái vấn đề mà sơ ý của quý vị, thì trong đạo tràng có vị thắc mắc: ủa sao ai cũng la hết vậy, ai cũng rầy, ai cũng nhân hết vậy, còn tôi làm sao? Người ta nói rằng không la thì không được, khổ. Mà quý vị biết ai không? Không la không được, nó hãy đợi đấy. Chúng tôi nói hãy đợi đấy. Quý vị thấy cái câu chúng tôi chắc không? Hãy đợi đấy. Mà đợi như thế nào? Đưa lên coi như là màn hình không cho đưa lên. Không thấy hả? Rồi bây giờ coi như từng câu một, chứ chắc lên lần hai câu á thì coi như là không được, khổ vậy. Rồi bây giờ chúng tôi cho biết cái nhân vật mà tại sao tôi không bị lạy mà cứ lạy người ta hoài vậy hả? Tại sao ai cũng có nhân hết mà tôi không có nhân gì hết vậy nè? Rồi đó, quý vị thấy sao lúc này con không bị nhân vậy hả? Làm thầy bói này hả? Rồi còn cái câu thứ hai chúng tôi trả lời như thế này, trả lời có ba chữ thôi, không có nhiều. Nói rằng cái chuyện nó chưa đến thì chưa có giải quyết, nhưng mà sẽ giải quyết chứ không phải là không. Có lỗi thì phải thấy cái lỗi của mình. Quý vị thấy câu Phật ngôn 58, mà không riêng gì câu Phật ngôn 58 này, mà chúng ta học toàn bộ 423 câu, mà cái người mà bỏ công sức ra, cái người mà coi như là có một cái trình độ hiểu biết về Bali, mày mò tra cứu để cho chúng ta nhìn theo đó mà chúng ta học hỏi,
chúng ta đọc, chứ đâu phải là chúng ta bỏ công ra để mà chúng ta chỉ giá tha như thế này ha, sân ca lá là như thế nọ vân vân ha. Thì khi mà chúng ta hiểu ý nghĩa từ vựng như vậy, chúng ta dịch ra tiếng Việt nó khác với lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Đây là lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Năm từ như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Như vậy thì cái câu Phật ngôn tiếng Việt này ai dịch ra? Tên của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài đã có công, Ngài dịch ra như vậy, và chúng ta y cứ phục hành ha, thấy đúng, thấy chính xác, chúng ta đọc theo. Như vậy mà có người lại nói rằng coi như đọc xong phòng câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, đọc xong phần Bali xong, dòng kinh xong, rồi qua phần dịch tiếng Việt, có mất công dịch đâu, có mất dịch gì đâu, mà nhìn vô đó mà đọc thôi. Chứ là nói rằng sẽ qua cái phần dịch ra tiếng Việt. Ai dịch? Hòa Thượng Ngài Minh Châu, Ngài dịch. Mình chỉ có đọc thôi, chứ mình đâu có cái gì mà dịch. Cái này là mất dịch thiệt á. Ngài dịch mà dành công, chính mình dịch ra tiếng Việt ghê chưa? Cái này hãy đợi đấy, tức là đợi tới giờ phút này nè, đừng có nói dịch ra tiếng Việt nữa, mà nói rằng cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu là ngụ ngôn, lối dịch của Ngài Giới Đức á là lục bát á. Chứ bây giờ Sĩ Kim dịch cái gì, có dịch cái gì đâu mà coi như là dịch qua ra tiếng Việt á, lè nhè nữa sợ quá luôn, này mới là mất dịch nè, cướp công của người ta hả. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài hiểu về Pali, Ngài nghiên cứu tìm tòi, Ngài dịch ra. Còn bây giờ mình đâu có mất công, mất của gì đâu, mình chỉ nhìn vô mà đọc thôi, mình nói rồi sẽ dịch ra tiếng Việt, khổ quá bà ơi. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng ha. Rồi câu đầu tiên, Yatha Sankara Thanasmin, Yatha Sankara Thanasmin. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng nha. Chữ Yatha đây là một trạng từ quan hệ, giống như, ví như, dường như. Chữ Yatha chúng ta học nhiều lắm rồi ha. Tại Sĩ Ca Trần Phụng chú ý chữ Yatha chứ không phải chữ Giác nha. Khi nào chữ Giác mới là trường âm nhấn, còn đây là Yatha. Rồi Sankara Thanasmin, Sankara Thanasmin do hai từ cộng lại, rất là Sankara và Thanasmin. Chữ Sankara nó là một danh từ nam tính Akaranta Pumlinga. Sankara có nghĩa là đống rác, Sankara là đống rác. Rồi chữ Thana, Thanasmin là do chữ Thana. Thana là một danh từ trung tính Akaranta-na-pum-sat-ri-nga. Chữ Thana là một đống, một khối, một đống, một khối. Chữ từ Thana, Thana này giống như chữ Thanh Tha, giống như chữ Uẩn ha. Chữ Tha Ná này được chia theo định sở các số ít sát tầm ý vì phát tiết hay các quá trình á, cho nên chữ Tha Ná nó biến thành Tha Nát Minh. Sankara Tha Nát Minh là giữa đống rác hay là trên đống rác,
giữa đống rác hay là trên đống rác. À, như trên đống rác à, hoặc là như giữa đống rác à, đó là cái câu đầu tiên ha. Đó thì ngài dịch rằng giữa, như giữa đống rác nhốt. Rồi câu thứ hai, Uchitasmin Mahabhate, Uchitasmin Mahabhate. Câu số 2, Uchitasmin, ở đây chúng ta thấy rằng Uchitasmin đây là một cái dạng quá khứ phân từ à, trung tính ha. Nhưng mà Uchita nó được chia theo định sẽ các số ít sát tầm ý quy phát tí kê câu quá trình á. Thì ở đây Uchitasmin đã được quăng bỏ à, cái động từ quá khứ này đã được quăng bỏ, nhưng mà quăng bỏ trong cái gì, trong cái gì đó à, thì cái sự nhấn mạnh đó là cái chữ Mahabhate. Mahabhate, Maha đây là một tính từ có nghĩa là lớn, Maha là lớn. Bhate do cái từ Bhatha, Bhatha nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Bhatha là con đường, mà cái chữ Bhatha này cũng được chia theo định sở cách số ít sát tầm ý vì phát tí hề cao quá trình ha. À, thì Mahabhate ở đây có nghĩa là ở con đường lớn, ở con đường lớn. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là sát, à, sát thực, quăng bỏ trên đường lớn. À, thì ở đây đã được quăng bỏ à, ở con đường lớn, thì ngài dịch rất là xác thực, quăng bỏ trên đường lớn có năm từ ha. Rồi câu số 3, Bát Đu Mằng Tát Thất Chà Về Tha, Bát Đu Mằng Tát Thất Chà Về Tha. Chữ Bát Đu Mằng do cái từ Bát Đu Ma, Baluma là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga. Và chữ Baluma này được chia theo đối các số ít đô trì giao vì phát trí hệ cao quá trình á. Baluma biến thành Balumang. Balumang có nghĩa là hoa sen, hoa sen. Rồi chữ Tattha đây là một trạng từ có nghĩa là ở đó, ở đó. Chà về tha, chà về tha đây là một động từ số ít à, đây là một động từ số ít. Chà về tha có thể tự sanh trưởng, có thể tự sanh trưởng. Thì ở đây à, ngài Hòa Thượng dịch như thế nào? Tự sanh trưởng có nghĩa là chỗ ấy hoa sen nở, chỗ ấy hoa sen nở. Ở đó hoa sen nở sanh trưởng, tức là từ khi mà nó nảy mầm vươn lên rồi nó nở ra hoa, thì chỗ ấy hoa sen nở. À sao nữa, câu cuối cùng, su chi gần thần mát nô rác măng, su chi gần thần mát nô rác măng. Su chi gần thần ở đây chúng ta thấy hai từ dính liền nhau, su chi gần thần. Su chi đây là một tính từ có nghĩa là trong sạch tinh khiết, và gần thần do cái từ gần tha. À, ganh thá là mùi thơm, mà từ ganh thá này được chia theo đối các số ít đối trì giao vì phát triển các quá trình á, cho nên ganh thá biến thành ganh thân.
Vậy thì xúc trí căn thân là mùi thơm tinh khiết. Xúc trí căn thân là mùi thơm tinh khiết. Rồi có chữ cuối cùng mát nô rát măng. Mát nô và rát măng. Mát nô có nghĩa là do cái từ mát nô ở đây nó là một danh từ trung tính ha. Do cái từ mana ác rành tăng nắp bùng sát và linh giá à. Và chữ chữ mát nô này có nghĩa là tâm là ý à, tâm là ý. Rồi chữ rát măng, rát măng à, do cái từ rát má à, và nó được chia theo đối các số ít đô thị giá vì phát triển hệ cao quá trình á à, rát, rát măng có nghĩa là dễ mến, hoan hỷ, thỏa thích. Vậy thì mát nô rát măng có nghĩa là làm thích ý, làm quan hỷ, làm thích ý, làm quan hỷ. Và khi nãy chúng tôi có nói một cái chữ Mano Raman này à, nó tương đương với cái từ Chitta Nando. Chitta Nando chỉ Chitta là tâm, Ananda, Ananda là dễ mến, quan hỷ, thỏa thích. Nó cũng giống như cái chữ Ramo này, Mano Ramo ha, Mano Ramo à. Nếu mà chúng ta tìm hiểu lại trong các cái vị hòa thượng mà đã viên tịch tại Việt Nam thì có một vị hòa thượng cũng có pháp danh là Mano Ramo. Mano Ramo đó chính là ngài hòa thượng Tâm Hỷ. Tâm Hỷ à, thì Chitta Nando thì cũng chính là ngài Liễu Tông à. Tại sao Chitta cộng với Ananda thành ra Chitta Nanda, nhưng mà đứng làm chủ từ thì Chitta Nando ha à, cũng là tâm hỷ ha. Vậy thì câu Phật ngôn 58 cho chúng ta một ý nghĩa giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường lớn, tại nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tinh khiết làm thích ý. Giống như tại đống rác đã được quăng bỏ ở con đường lớn, tại nơi ấy hoa sen có thể sanh trưởng, có mùi thơm tinh khiết làm thích ý. Và ngài hòa thượng Minh Châu, ngài dịch Nga chứ không phải là Thi Ca, nhưng Chí Kim dịch cho Nga: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Như vậy thì trong tự vận này có chỗ nào quý vị thắc mắc? Nhưng nữa hả? Trời, nhân nguyên với ai nữa? À, như vậy thì câu Phật ngôn 59 sẽ cho chúng ta hiểu tại sao câu Phật ngôn 58 lại nói như vậy à. Câu 59 sẽ kết thúc cùng với một cái duyên sự rất là tuyệt vời à. Duyên sự câu Phật ngôn 58, 59, khi mà chúng ta nghe xong thì cảm thấy rất là hoan hỷ, bởi vì cái vị cuối của câu Phật ngôn này là Mano Ramman, làm đẹp ý người à, làm cho người ta quan nghĩ, làm cho người ta thỏa thích. Rồi bây giờ thời gian còn lại nè, đây là thời gian để cho quý vị nói lên cái cảm tưởng khi mà học những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta học không phải là chúng ta có sao biết vậy, mà
tam tạng pháp áo, tám muôn bốn ngàn pháp môn, không phải chúng ta để mà chúng ta quỳ lại, là chúng ta tôn thờ để trong tủ, để mà suốt ngày chúng ta đi lau chùa quét dọn rồi đốt ba cây nhang, gọi là tôn kính pháp bảo. Mà tôn kính pháp bảo là chúng ta học, chúng ta phải có ý kiến, học phải hỏi, hỏi mới hiểu, hiểu mới nhớ, nhớ rồi khi đó chúng ta mới thực hành. Giáo pháp của Đức Phật là đạo bất khả thuyết, thuyết bất khả đạo, không thể dùng ngôn từ để mà tìm ra sự thật, mà chúng ta phải thực hành. Mà muốn thực hành thì chúng ta phải học, phải hỏi, phải hiểu, phải nhớ. Vậy thì câu Phật ngôn này chúng ta học, đọc có trôi chảy chưa? Khi đọc trôi chảy rồi, chúng ta hiểu như thế nào? Muốn hiểu chúng ta phải hỏi, phải nhớ. Thì bây giờ là những giây phút để cho quý vị trân trọng chính bản thân của mình, lấy câu Phật ngôn này áp dụng trong cuộc sống. Tại sao? Ở những nơi dơ dãi, ở những nơi hôi thối mà lại có những cái bông hoa tinh khiết thơm phức như vậy. Rồi trong một cái hội chúng thanh tịnh lại có những cái người bê bối, trong một cái cuộc lễ phát lồ, tức là nói lên cái tội lỗi của mình, mà cái vị tỳ kheo đó vẫn ngoan cố ngồi làm thinh. Và thế là Đức Phật Ngài không có hành lễ trong cái cuộc lễ đó, Ngài không chứng minh trong cuộc lễ đó, Ngài ngồi im. Bởi vì tăng chúng không được thanh tịnh. Và cái giây phút đó Ngài Mốc Ra La Na phải áp dụng, phải thực thi cái khả năng của mình, tức là dùng thần thông để quán coi trong tăng chúng ai là người bê bối. Và trong tăng chúng thanh tịnh thì có cái vị tỳ kheo đó ngoan cố chấp thủ pha giới, nhưng mà lén lỏi vào trong đó để hư, làm hư cái hội chúng thanh tịnh. Và thế là Ngài một quyền liền cái nắm cổ vị đó đuổi ra khỏi tăng hội, khỏi cái hội chúng của ở Trì Thành. Thì ở trong sự thanh tịnh, ở trong cái sự, trong thiện sự, cũng như trong cái những cái chỗ dơ dãi của ác pháp, vẫn có những cái biệt nghiệp, chứ không phải là ví dụ như ai cũng bị mất dịch hết, mình cũng phải như vậy, ai sao như vậy, không phải. Mà người ta đi theo cái duyên nghiệp của họ. Trong một hồi chúng thì cũng có người tốt, người xấu. Cho nên cái câu nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, kẻ điên. Thì tùy theo cái duyên nghiệp. Vậy thì quý vị nghĩ sao? Mình sống với những cái người thiện lành, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tuy nhiên cũng có những biệt nghiệp. Ví dụ như Ngài Sanh Kiết Chá, Ngài sinh ra rồi nằm trong bụng mẹ, rồi mẹ qua đời đem thiêu đi, đem thiêu. Nhưng mà Ngài coi như là ở trong bụng mẹ như vậy mà thiêu cháy hết tất cả, còn cái bụng của người mẹ đó, mà Ngài ở trong đó là một cái hài nhi trong đó chưa sinh ra, thế mà Ngài không chết. Quý vị thấy đặc biệt ha, Ngài không chết. Chúng ta ngộp thở là thấy lên đường đi tìm ông bà ông vãi rồi, nhưng mà ở đây nằm trong bụng mẹ chiều hôm qua cho tới sáng hôm nay, những người đi thiêu đó họ tới nhìn coi, ủa tại sao mà cháy cân rồi, đốt bữa hôm qua tới bây giờ chỉ còn có tro than thôi chứ có gì đâu, nhưng mà tại sao mà còn một cái mảnh bụng
rồi chạy xung quanh thì cháy rồi, nhưng mà còn cái ở giữa nhúc nhích nữa chứ. Rồi cái nhóm thợ thiêu mới lấy cái đòn sóc thọc vô trong cái bụng của người thiếu phụ đó. Khi thọc vô đó lủng ra thì coi như chính cái đòn sóc này thọc trúng cái mí mắt của hài nhi, cho nên hài nhi đó mới có tên là Sanh Kiết Chá. Cậu bé bị cái đòn sóc đâm trúng cái mí mắt, và khi mà được chào đời như vậy thì cái người trưởng nhóm đó họ thấy đứa bé kháu khỉnh quá, nhận đem về nuôi. Và đứa bé đó sau này là một vị A-la-hán. Và chỉ có 7 tuổi thôi, nhưng mà đã có một cái hùng lực, đã có một phước duyên rất lớn. 7 tuổi nhưng mà đồ đệ của mình, tức là 500 người đồ đệ, 500 đồ đệ, rồi cho 500 đồ đệ đó là những một băng cướp nè, một đảng cướp nè lớn, cho đi tu luôn. 7 tuổi mà cho xuất gia, mà hội chúng là 500 vị tỳ kheo. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên giữa cái đống rác nhớp nè, quăng bỏ trên đường lớn, chỗ đó hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, chúng ta thấy có những cái biệt nghiệp rất là hy hữu. Vậy thì trong cuộc sống của quý vị, quý vị thấy gì trước mắt có thể so sánh với cái câu Phật ngôn này? Trong những người ác cũng có những người tốt, chứ không phải là họ ác hết. Trong những người thiện cũng có những ma đầu, cũng có những cái tên ghê gớm lắm, chứ không phải nói là tốt là tốt hết, xấu là xấu hết. Rồi bây giờ để cho quý vị nghiên cứu về câu Phật ngôn này, và quý vị có thể nói lên cái cảm tưởng của mình. Chúng ta học không phải là cứ học thuộc, nhưng mà học để rồi rút ra một cái kinh nghiệm, một cái kim chỉ nam, chúng ta nương theo đó để thấy rằng cuộc đời muôn màu muôn vẻ, nhưng mà cái tâm của chúng ta như thế nào phải biết nhận định tốt và xấu. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị cứ tự nhiên, đây không phải là học nha, mà đây là nói. Học là khi nãy rồi chúng tôi bắt lỗi rồi, nếu có chỗ nào sai chúng tôi thấy được thì chúng tôi đã nói rồi. Còn bây giờ là quý vị nói lên sự hiểu biết của quý vị về cái câu Phật ngôn này, để rồi chúng ta lấy đó làm bài học áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đừng có chê, đừng có khen, bởi vì trong cái xấu có cái tốt, mà trong cái tốt có cái xấu. Ai cũng có sự lầm lỗi hết, mà biết sửa sai, biết nhận định để thấy việc đó sai trái, đó là chúng ta biết tu rồi. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị cứ tự nhiên, đừng có ngại gì hết. Rồi Sa Thú Xích Nhật Quỳnh. Dạ con xin đỡ mít cho ngài, con thấy ngài khang tiếng rồi. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải từ vựng, cũng như một phần duyên sự của câu Phật Quốc Kinh số 58. Dạ cảm ơn Văn Thành để cho chúng con được học, được hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con cung thỉnh ngài dùng tạm tách nước ở chùa Ngọc Đạt, cũng như có thể giải quyết việc gì đó ở tại chùa. Con nghe ngài mời mấy lần biết là có việc gì rồi, mà con không thấy bằng tài vị nào nên con đưa tài đỡ mít thôi. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Vị nào có ý kiến gì thì xin đưa bằng tay mình lên. Học hiểu câu Pháp Cú Kinh số 58 này như thế nào thì cứ đưa bằng tay lên chia sẻ ý mình, không sao hết. Tại vì mình
có học, có hiểu như thế nào đó, đưa lên ý kiến sai thì Ngài sẽ chỉ dạy và mình sẽ học hỏi được nhiều hơn. Dạ, cứ hiểu như thế nào thì cứ đưa bàn tay mình lên. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ đỡ mít thôi, Nhật Quỳnh không có ý kiến. Dạ, Sú Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sú Khá ơi. Alo, alo, Sú Khá. Sú Khá Quỳnh không? Vậy là Sú Khá. Ồ, Hồng Mai hả? Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, mời Hồng Mai nha. Dạ, con kính đảnh lễ bà Ngô Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Quý Chi Tăng và các cô tu nữ. Chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thấy chị Nhật Quỳnh nói nên mãi miết cho nên em phải đỡ. Thật sự là em cũng sự hiểu biết của em cũng không có rộng mấy, nhưng mà em sẽ nói ra những cái mà em nghĩ về cái câu pháp cú số 58 này. Câu số 58: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Thì qua những cái câu pháp cú đã được học, cũng như không riêng như câu pháp cú số 58 này, thì từ những cái câu kệ mà Đức Phật đã ghi ra thì chúng ta rút ra các bài học vào những cái gì mà chúng ta cảm nhận. Thì em thấy là như giữa đống rác nhớp, nghĩa là cái tâm mình á, là khi mà nếu mà mình không có quán tâm thường xuyên thì mình sẽ không thấy những cái bất thiện nó xen vào, và từ đó thì chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào những cái hành động, cái lời nói bất thiện. Cho nên là khi chúng ta đã học thiền thì chúng ta phải áp dụng cái thiền vào trong mọi hoàn cảnh, vào trong mọi cái hoạt động hàng ngày, chứ không phải khi ta ngồi thì ta mới thiền. Thì qua đó thì chúng ta luôn luôn là thanh lọc tâm, xem trong cái tâm ta những cái tâm bất thiện nó khởi lên. Thì khi ta nhận biết cái tâm bất thiện khởi lên thì như ta đã học thì tự nó sanh thì tự nó diệt, mà không, chúng ta không bị lôi cuốn vào trong đó. Thì em thấy là nhờ cái tu thiền thì em cũng luôn luôn là phải lúc nào cũng phải quán cái tâm. Nhiều khi khi mình quên nó thì những cái tâm bất thiện nó sẽ xảy ra rất là nhanh, và khi nó xảy ra thì mình mới nhận biết được. Lúc đó mình chưa có sự đề phòng thì sẽ đưa ra những cái kết quả thì không có tốt. Khi mà chúng ta thường xuyên thanh lọc tâm thì ta sẽ thanh lọc được, chúng ta sẽ bỏ dẹp bớt được những cái bất thiện trong tâm, cũng như cho qua cái thân khẩu ý của chúng ta. Cũng giống như là khi chúng ta nói thì cũng phải suy xét cho kỹ cái câu nói của mình với cái đối phương như thế nào, nó có nhu nhuyến hay không, hoặc là làm cho cái đối phương của mình không hài lòng, không vừa ý, hoặc là chúng ta nói có đúng hay không, thì chúng ta phải suy xét lại, chứ không phải không có dính mắc vào cái ý của mình là đúng, ý của mình là ý của mọi người là không đúng. Trước khi mà hiểu được Phật pháp á, thì em lúc nào cũng là cố chấp là cái ý mình khi nói ra là đúng, chứ mà ý ngác thì không có đúng như cái lời nói của người ta. Nhưng mà khi đã hiểu về Phật pháp, tương đối về Phật pháp và qua tu thiền á, thì em lúc nào cũng xem là cái lời nói của người đối phương á, người ta nói như vậy, và tự xét cho mình có như vậy hay không, cái tâm mình có đúng như những cái lời mà người ta nói hay không, chứ không có bỏ qua những cái lời nói ý của mọi người. Thì từ những lời nói góp ý mình thấy đúng thì mình sẽ đi theo và sửa đổi ngay chính mình, để cái từ đó cái những cái hành động, những cái lời nói của mình nó được tốt đẹp hơn, và mình không có dính mắc vô cái ngã của mình nhiều như là trước khi mà mình chưa biết được Phật pháp. Thì em sẽ áp dụng theo cái sự hiểu biết của mình, theo những cái hiện thực mà mình đã có, mình đang làm, mình đã làm, và từng bước thì sẽ coi như là khi nói ra hoặc hành động cái việc gì thì luôn luôn phải suy xét, chứ không có phản ứng liền,
như lúc mà mình chưa biết về Phật pháp thì đó là những cái bài học mà em rút ra từ những lúc mà được các sư giảng dạy hoặc những câu pháp cú mà em đã được học. Và đây đó là những cái ghi ý của em về những cái câu pháp cú, những câu học, những cái pháp học mà em đã được học cũng như qua tu thiền. Dạ, xin hết ạ. Có gì sai nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa dùm, sư khuyên bảo dùm con để con ngày càng tiến hóa hơn. Xin cảm ơn, tri ân sư Trí Đức, xin tri ân quý sư và cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, em xin xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, con lời đầu tiên con xin sám hối ạ. Dạ, con đã sợ trước khi mà con lên đọc câu pháp cú thì con đã lấy giấy trắng, mực đỏ, con viết ra hết. Nhưng mà con đọc sai làm sao con cũng không biết gì hết. Dạ, lời đầu tiên thì con xin sám hối quý sư. Cái thứ hai thì con cũng có ý kiến về cái câu pháp cú này. Thì con thì cũng không hiểu gì nhiều, nhưng mà con nghĩ rằng trong đây có nói hoa sen. Thì mặc dù từ trong lớp bùn dơ, nhưng mà hoa sen mọc ra thì là một loại hoa rất là thơm và không hề dính những cái bụi dơ ở trong đất bùn. Thì cũng vậy, ở trong cuộc sống, ở trong xã hội thì có rất nhiều những cái cám dỗ, thì nhiều người cũng chìm đắm trong hữu dục, nhưng mà cũng có những người là có trí tuệ, đã thấy được những cái hữu dục đó là những cái cấu uế, cho nên là đã rời bỏ cuộc sống mà để đi xuất gia, để tu học theo những lời dạy của Đức Phật. Thì ở trong một cái xã hội ta thấy nó có rất nhiều những cái nhiễm ô, nhưng mà cũng có những cái đó hoa sen, cũng có những cái hương thơm mọc lên mà đi theo những cái lời dạy của Đức Phật để tu, rồi có những vị đã chứng thánh. Thì đó là con hiểu cái câu pháp cú này như thế. Con chỉ có bao nhiêu ý kiến thôi, con xin xuống mít. Dạ, xin tri ân sư và xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Và con kính hành lễ Quan Ngôi Tam Bảo và con Pháp Cha và cô tu nữ Phước Hạnh và kính chào đạo tràng. Con xin sám hối với ngài Trí Đức và đạo tràng, cùng quý sư, là con cũng hôm nay là con đọc pháp cú thì con cũng có sự phân tâm, vì thật sự là con cũng mới đi cách ly về, nên là con cũng có một phần là đọc sai, và con cũng xin nhận cái ý sai của mình, và con xin hứa với ngài là con sẽ sửa. Và con rất kính tri ân ngài, khi chúng con biết khi chúng con sai mà ngài chỉ cho chúng con như thế thì đó là một cái, là một điều rất là quý. Chứ còn nếu mình biết sai mà không, nếu mà mình biết sai mà mình không biết sai mà có người chỉ sai thì là mình không có sửa được, mà mình lại càng dấn sai vào cái đấy, thì đó chính là mình dấn vào cái tâm bất thiện. Thì theo con thì theo qua cái câu pháp cú này thì con cũng thấy được là theo như xuân xét bản thân con trong thời gian vừa qua, con cách ly ở tại chỗ 14 ngày thì con thấy được là tất cả cái gì nó sẽ thuận duyên theo pháp của mình, thế là nên là mình vừa nhìn nhận nó để mình cùng với nó, và mình có cái thì mình xả bỏ, có cái thì mình nên tiếp thu.
Nên là con cũng rất là tri ân sư phụ Pháp Trang và ngài Trí Đức đã cho con được biết đến Phật pháp để con hiểu được. Và con trong thời gian qua thì rất nhiều người hoang mang vì bệnh Covid. Thế nhưng với bản thân con thì con nghĩ rằng là tất cả nó hành theo pháp. Thì thôi, cái gì pháp đến với mình thì mình cứ chấp nhận và mình cũng thuận theo duyên, cũng tùy duyên để mình làm. Thì con cũng cách ly được 14 ngày về, hôm nay hôm qua con mới trở về thì do phòng của con bây giờ là mọi người ở rất là đông. Nên là con có ra ngoài đọc bài, nên là nó có những cái tiếng nó không được thanh tịnh cho lắm. Nên là đọc bài nó cũng có cái nhiều cái sự phân tâm. Nên là con rất kính tri ân ngài đã sửa cho con như thế. Nên là con xin hứa lần sau con sẽ chú ý hơn khi đọc bài. Còn về cơ pháp cú này thì đã dạy cho con là dù rằng mình ở giữa một xã hội mà giữa một cái đống bùn nhơ và vỡ một cái tâm, một cái nơi mà rất là khó tu tập, nhưng mà mình phải nhìn vào trong cái tâm của mình, chứ mình không có nhìn ra ngoài, mà mình phải cố gắng trau dồi những kiến thức mà các bậc hiền trí rồi các bậc trưởng thượng đã dạy mình và cho mình những cái mà rất là quý, nên là mình phải biết tôn trọng và biết hành pháp theo là vừa theo lời của Đức Phật và cũng vừa theo sự chỉ dẫn của các quý sư và các ngài. Nên là con cũng đợt vừa rồi con cũng đã nhận ra bản thân mình, nên là con thấy được là tất cả đến với mình là do cái duyên và mình cứ hành theo pháp, chứ mình không có nên sợ hãi. Nên là vừa rồi con đi nhưng con không hề cho gia đình biết, và chỉ có một mình con biết, và một mình con đã hoàn thành công việc cách ly xong, con đã trở về và sức khỏe của con cũng đã bình thường. Nên là con rất tin vào, con rất, khi mà con bị như thế là con nghĩ đến Tam Bảo. Con nghĩ là chỉ có mỗi phước của mình thì mới cứu được mình, chứ còn mọi người, kể cả người thân, kể cả là anh em, kể cả là bố mẹ cũng không cứu được mình. Cũng như là bố con cũng đã vô thường trước lúc, cũng không ai biết được. Thì con thấy bố con vô thường cũng rất ít người được biết, trong gia đình được biết, chứ không phải là, nên là con mới nghĩ đến như thế. Thì con nghĩ rằng mọi việc ngày hôm nay sẽ cố gắng, thì mình hãy để cái tâm mình vào bên trong để mình biết được tất cả đều hành theo pháp, thì mình cứ thuận duyên theo pháp mình hành, thì mọi chuyện nó sẽ đến với mình rất là dễ dàng và nhẹ nhàng, chứ không có một cái gì để mà cho mình chìm đắm vào cái tâm. Cố gắng làm sao khi mọi cái việc làm, mình xem cái việc đó là tâm bất thiện hay là tâm thiện. Nếu tâm thiện thì mình hành theo, còn tâm bất thiện thì mình lên buông bỏ dần dần, để cho mình có một cái thanh lọc tâm. Và con cũng rất là, con cũng hành thiền, và con thấy được trong sự hành thiền của mình, con cảm thấy được nó rất là thanh lọc tâm, nó rất là tốt. Nên là mọi người la hét trong khu cách ly, con không có thể nói một câu gì cả, tại vì mọi người nói là ở đây rất chi là khổ sở. Thế nhưng con cố gắng và con đã vượt qua, và đến ngày hôm qua con đã trở về nơi ở của mình. Nên thế nên là con thấy được là khi mình dù rằng sống giữa một cái đống bùn nhơ như thế, nhưng mà mình cố gắng để nhìn vào chính mình và nhìn vào tâm mình để mình vượt lên, thì mình sẽ làm một cái bông sen ở giữa. Đấy, theo con cái câu pháp cú ngày hôm nay là như thế. Theo con cũng
có một ý kiến nho nhỏ như thế. Con kính tri ân ngài và kính tri ân sư phụ Pháp Trang và kính tri ân cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ kính tri ân cô Nhật Quỳnh và cô Kim Nhung và cô Hồng Mai và toàn thể đạo tràng và cô Meta đã cho con hiểu được thêm về pháp học và pháp hành khi các cô nói lên những ý của mình, nên là con cũng rất từ đó nên con cũng học và hiểu thêm, và con rất kính tri ân ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Alo 123 123, máy của chị Kim Nhung nhảy á, khi mà tặng bông tặng hoa là lên giật mic luôn. Rồi xa thú xa thú. Rất là hoan hỷ ha. Hôm nay quý vị coi như dùng cái từ tâm sự đi, mà chính cái đó pháp nó nằm ở chỗ đó, trong cái sự thật tâm của mình, mình nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình. Chứ tôi thì vốn đọc thì không có sai, chỉ có chào sai thôi. Ở đây không có sư thân tâm, mà chào sư thân tâm là chào sai thôi. Hay là thấy có đại đức Pháp Trang là màu xanh chữ bự rồi cái thứ luôn hay sao mà chào thành ra là sư thân tâm. Còn đọc thì không có chỗ nào sai. Sư Hồng Mai cũng đi vào thực tế ha, không có câu Phật ngôn này, nhưng mà không có chi tiết, không có xúc tích, không có chặt chẽ bằng Sĩ Quang Thanh. Bởi vì trong cái chăng á, chúng ta mới biết có rặng, trong cái khổ đau á, chúng ta mới thấy sự đau khổ, mới thấy được cái nguyên nhân tại sao người ta vô đó. Rồi coi như là khi ra đi không có ai đưa tiễn, mà vô đó thì dễ bị lây nhiễm bởi vì số đông. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mà tự mình vượt lên chính mình, tự mình chiến thắng chính mình, tự mình biết mình, để rồi đi về với gia đình, cái đó là cái tốt. Cái đó là một cái sự thành công. Mình biết mình là ai, mà trong cái khổ này, quán thọ thì khổ, mình đang ở hoàn cảnh nào, giai đoạn nào. Dùng cái từ gọi là thập tử nhất sinh. Có biết bao nhiêu người đi vô đó rồi không ai đưa tiễn. Rồi tìm anh Sáu cũng tìm không ra nữa chứ, chỉ có bịch ni lông thôi. Nhưng mà Sĩ Quan Thanh, một cái nghị lực, một cái ý chí, một cái sự tự vượt lên chính mình, rất là bình tĩnh mà còn hành thiền nữa chứ. Nhìn lại chính mình để thấy rằng chính trong cái đau khổ đó, vượt qua khỏi cái sự đau khổ đó, thì mình đã thể hiện qua câu Phật ngôn này rất là rõ, rất là xác thực. Rất là hoan hỷ với Sĩ Quang Thanh. Khi mà Sĩ Quang Thanh mà đọc lên câu Phật ngôn này, quý vị thấy chim nó ca hót hả? Thấy những cái tiếng chim nó còn hoan hỷ, nó hót lên những cái tiếng hót rất là hay. Quý vị không biết có chú ý không, nhưng mà chúng ta nghe tuyệt vời. Thôi thì thời gian sinh hoạt của chúng ta cũng hơi lố. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quá rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quy luật vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sát chê quá chê nạ sô thiều vô hô đu sá ba đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền thức tăng ni, với cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy giá. Xin mời Sĩ Ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ.